Không ngờ, thứ quả giá chưa tới 20.000 đồng một ký, bán đầy ngày hè lại có công dụng tuyệt vời cho sức khỏe như thế này đây. Dưa lê là loại quả giá rẻ, lại thơm ngon, từ người lớn đến trẻ em đều thích ăn. Nhưng bạn có biết rằng, dưa lê còn đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe nữa. Dưa lê không chỉ là món ăn ngon, mà còn có công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và làm đẹp. Việc loại bỏ món ăn thanh mát bổ dưỡng này ra khỏi thực đơn gia đình là điều đáng tiếc. Dưa lê rất bổ dưỡng, trong dưa có hàm lượng vitamin A, D, C và chất khoáng như magie, natri tương đối cao. Đặc biệt, dưa lê có nhiều đường nhưng lại không có cholesterol nên rất tốt cho sức khỏe. Không chỉ vậy, dưa lê có rất nhiều công dụng trị bệnh tuyệt vời, tốt cho tim mạch, huyết áp. Vitamin C cũng đóng vai trò quan trọng trong chức năng của hệ miễn dịch và có thể giúp chống lại virus gây sốt và cảm cúm. Bên cạnh đó, dưa lê có chứa cả chất beta-carotene. Sự kết hợp giữa beta-carotene và vitamin C có thể giúp ngừa được nhiều căn bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, huyết áp thấp, ngăn chặn chứng chuột rút ở chân. Thường xuyên ăn dưa lê sẽ giúp bạn giảm được chứng chuột rút ở chân, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai. Điều này có được là nhờ trong quả dưa lê có chứa rất nhiều chất magie. Nhiều nghiên cứu cho thấy, thiếu magie là nguyên nhân dẫn đến 30% phụ nữ mang thai bị mắc chứng chuột rút. Đó là nguyên nhân tại sao họ khuyên người mang bầu cần tăng cường ăn nhiều thực phẩm giàu magie. Hỗ trợ đường ruột. Dưa lê có một tác dụng không ngờ nữa là loại bỏ các loại ký sinh trùng có trong ruột. Đó là lý do tại sao bạn nên khuyến khích trẻ em ăn dưa lê trong mùa hè để phòng ngừa các căn bệnh về tiêu hóa. Giúp tăng cường trí não. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, cơ thể có ít fluty đã tăng gấp 3 lần nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ ở những người cao tuổi. Và các chuyên gia khuyên bạn nên ăn những thực phẩm giàu chất folate như dưa lê để trí não luôn được khỏe mạnh, minh mẫn. Làm đẹp da. Dưa lê là một trong những trái cây giàu vitamin C, một loại vitamin chống oxy hóa, giúp tăng nồng độ collagen, loại protein giúp da khỏe và trẻ trung. Vitamin C cũng đóng vai trò quan trọng trong chức năng của hệ miễn dịch và có thể giúp chống lại virus gây sốt và cảm cúm. Mặt khác, vitamin C giúp hấp thụ chất sắt. Chỉ cần ăn một quả dưa lê cỡ trung bình cũng sẽ giúp bạn nhận đủ lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày. Giúp giảm cân. Hàm lượng chất xơ cao trong dưa lê giúp bạn no nhanh, lâu hơn. Hạn chế chứng thèm ăn sẽ rất thích hợp cho việc giảm cân trong mùa hè. Tốt cho người mang thai. Do dưa lê có chứa nhiều axit folic nên nó là loại trái cây được khuyến khích dùng cho bà bầu. Thường xuyên ăn dưa lê còn giúp bà bầu giảm chứng chuột rút ở chân. Không chỉ vậy, nước ép dưa lê còn giúp cải thiện tình trạng khó thở, giảm mệt mỏi và chữa chứng mất ngủ hiệu quả. Dưa lê cải thiện mật độ xương. Một trong những lợi ích sức khỏe của dưa lê là giúp ngăn ngừa loãng xương. Vì vậy, phụ nữ và trẻ em nên tăng cường ăn nhiều trái cây này. Cách chọn dưa lê không tẩm hóa chất. Nếu các chị em muốn thưởng thức dưa lê mà không bị ngộ độc và thơm ngon thì nên thuộc nằm lòng những bí quyết sau này. Bí quyết đầu tiên cần nhớ là ăn dưa lê vào chín vụ từ tháng 5 đến tháng 8, vì dưa chín vụ sẽ ít bị phun thuốc trừ sâu hơn dưa trái vụ. Nên chọn những quả xanh vỏ vì nó sẽ có vị ngọt đậm và thơm hơn dưa vỏ trắng, cùi cũng dài hơn. Các chị nên nhớ, trời càng nắng, dưa lê càng ngọt. Vì vậy, không nên mua dưa lê vào những ngày mưa, vì lúc đó dưa rất nhạt. Những quả dưa lê ngon nhất đều chắc tay, cứng vỏ, cuốn nhỏ và tươi, không bị nứt hay sứt. Quả nào có phần đáy quả lồi ra là dưa lê già, cùi sẽ giòn và ngọt, thơm. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
tốt thực phẩm có thể gây chết người hàng đầu cần phải biết. Thực phẩm luôn là nguồn cung cấp dưỡng chất, nuôi dưỡng cơ thể. Tuy nhiên, bên cạnh các loại thực phẩm an toàn thì có hàng loạt thực phẩm cực độc, gây hại cho sức khỏe con người. Dưa muối chưa kỹ. Dưa muối là một loại thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm người Việt. Tuy nhiên, nếu không biết sử dụng đúng cách thì dưa muối đôi khi lại trở thành thứ gây hại. Bởi vì trong một ngày đầu muối dưa, vi sinh vật sẽ chuyển hóa nitrat trong các nguyên liệu thành nitrit. Làm hàm lượng nitrit tăng cao, độ pH giảm dần sẽ vô cùng độc hại, thậm chí gây ngộ độc cho người sử dụng. Tin tức trên báo Pháp luật Việt Nam. Măng tươi. Măng cũng là món ăn được nhiều bà nội trợ tin dùng. Nó được chế biến rất nhiều món ăn khác nhau. Nhưng trong măng tươi có chứa hàm lượng cyanin rất cao, khoảng 230mg trên 1kg măng cũ. Khi người ăn phải măng có chứa nhiều cyanin, dưới tác động của các enzyme đường tiêu hóa, cyanin ngay lập tức biến thành axit cyanhydric, là một chất cực độc với cơ thể, có thể gây tử vong. Đậu xanh có nguy cơ gây đông máu. Cũng giống như măng tươi, đậu xanh cũng chứa độc tố. Và nếu không được nấu chín kỹ, chúng sản sinh ra chất độc hại, chứa các chất gây đông máu, có thể kích thích dạ dày của cơ thể, ngộ độc thức ăn. Gừng đập nát, sinh ra độc tố gây biến đổi tế bào. Tin tức trên báo Trí Thức Trẻ, gừng tươi là thực phẩm không nên để lâu. Nếu gừng bị đập nát, củ hỏng là bên trong củ gừng đã xảy ra một chất độc hại, có tên là sycamore. Chất này nằm trong cả củ gừng, chứ không phải chỉ ở phần đập nát nên không thể cắt bỏ hết. Đây là hoạt chất có tính độc rất cao, có thể gây sự biến đổi tế bào gan của một người đang khỏe mạnh, cho dù lượng chất này có thể bị hấp thụ rất ít. Trứng gà sống dễ nhiễm khuẩn. Lòng trắng trứng gà sống khi ăn vào cơ thể rất khó hấp thu. Trong trứng gà sống có các chất làm cản trở sự hấp thu dinh dưỡng cơ thể và phá hoại công năng tiêu hóa của tỳ tạng. Ngoài ra, ăn trứng gà sống rất mất vệ sinh, dễ đưa các vi khuẩn vào cơ thể, gây bệnh. Bí ngô để lâu. Bí ngô là một thực phẩm giàu dưỡng chất cực tốt cho sức khỏe con người. Nhưng trong bí ngô chứa hàm lượng đường cao. Hơn nữa, do lưu trữ thời gian dài, khiến bên trong bí ngô xảy ra quá trình hô hấp kỳ, khí lây men và biến chất. Vì vậy, khi ăn sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe. Mộc nhĩ tươi có thể gây khó thở. Mộc nhĩ tươi chứa chất nhạy cảm với ánh sáng là porphyrin. Sau khi ăn, với sự chiếu rọi của ánh nắng mặt trời, chúng ta rất dễ bị viêm da, xuất hiện trạng thái ngứa, chứng phù thủng, đau nhức. Có người bị phù nề, thanh quản sẽ dễ gây nên tình trạng khó thở. Vì vậy, chỉ nên ăn mộc nhĩ khô, ngâm trong nước, nấu lên thì mới an toàn. Rau cải nấu chín để qua đêm có thể gây ung thư ruột. Trong rau cải chứa nhiều chất nitrat. Nếu để rau cải qua đêm, do tác dụng của vi khuẩn, muối nitrat chuyển thành muối nitrit. Sau khi ăn có thể làm cho tổ chức trong cơ thể thiếu oxy, xuất hiện triệu chứng trúng độc, đau đầu, chóng mặt, nôn mửa. Ngoài ra, chất nitrit có nguy cơ cao gây ung thư đường ruột. Lạc, đậu phụng tăng nguy cơ sốc phản vệ, tử vong. GNews đưa tin, một trong loại thực phẩm gây dị ứng phổ biến nhất là đậu phụng. Phản ứng nghiêm trọng có thể xảy ra là sốc phản vệ, dẫn đến co thắt đường hô hấp, sốc, thậm chí mất ý thức, thậm chí gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Khoai tây xanh, mọc mầm, gây tử vong. Khoai tây là món ăn khoái khẩu của nhiều người, nhưng không nên ăn khoai tây xanh và mọc mầm. Khoai tây xanh có chứa hợp chất solanine, loại thuốc trừ sâu tự nhiên gây độc cho con người. Triệu chứng ngộ độc solanine là nôn mửa, tiêu chảy, rối loạn nhịp tim, nặng có thể gây tử vong. Hạt anh đào, mơ, mận, đào có thể gây hôn mê, tử vong. Nếu bạn nuốt cả hạt thì không xảy ra vấn đề gì khi nuốt những hạt này. Nhưng một khi chúng bị vỡ cũng có thể giết chết bạn. Vì chúng có chứa cyanogenic, hợp chất có thể chuyển hóa thành chất độc cyanua. Chúng cũng chứa hợp chất amidalin, tiêu thụ ở liều cao, có thể dẫn đến chóng mặt,
buồn nôn, tăng huyết áp, suy thận, hôn mê, thậm chí gây tử vong. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Từ nay, đừng chan canh vào cơm khi ăn nữa nha các mẹ. Lý do là vì thường các mẹ hay chan canh vào cơm cho bé dễ ăn, mà có nhiều người lớn cũng có thói quen này. Không chan canh vào là khô không nuốt nổi. Thật ra điều đó không hề tốt tí nào đâu ạ. Thói quen đã có từ rất lâu thì sẽ rất khó bỏ, nhưng cái gì cũng phải tập từ từ, chứ đâu đụng một cái là làm được liền. Muốn biết nó không tốt chỗ nào thì các mẹ đọc bài này sẽ rõ. Các bác sĩ cho rằng trong bữa cơm, bất kể là nước canh hay nước lọc, nước ngọt đều cần hạn chế. Nguyên nhân là nước sẽ làm loãng dịch vị, khiến thức ăn trong dạ dày chưa kịp tiêu hóa đã vào ruột non, dễ gây các bệnh về tiêu hóa. Về thói quen chan cơm với canh, các chuyên gia khuyến cáo đây là sai lầm rất nhiều người mắc phải, đặc biệt khi cho trẻ ăn. Mặc dù nước canh sẽ khiến chúng ta dễ nuốt hơn, nhưng cũng gây phản ứng dụng khi lượng cơm và thức ăn trộn tụt vào dạ dày mà chưa được nhai kỹ. Điều này khiến dạ dày phải làm việc nhiều hơn. Nếu duy trì lâu dài, bạn sẽ mắc bệnh đau dạ dày. Khi nhai thức ăn, enzyme trong nước bọt tiết ra hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, rất có lợi cho sức khỏe. Khi chan cơm cùng canh, dịch tiêu hóa bị nước pha loãng khiến quá trình hấp thu dinh dưỡng giảm, tạo cảm giác nhanh no nhưng thực chất lượng dinh dưỡng rất ít. Chan nước canh khiến trẻ ăn nhanh, no ảo, dẫn tới thiếu chất. Về lâu dài, thói quen này sẽ tạo thành phản xạ lười nhai, ảnh hưởng xấu tới sự phát triển cơ hàm của trẻ. Khi dùng bữa, phải đảm bảo nguyên tắc ăn từ từ, nhai kỹ để cảm nhận hết vị của món ăn, vừa tạo điều kiện cho các cơ quan phối hợp hoạt động nhịp nhàng. Vậy, ăn như thế nào mới đúng? Người lớn thì nên uống nước canh trước khi bắt đầu ăn cơm và các thức ăn khác, hoặc ăn canh sau cùng. Những người muốn giảm cân có thể uống 1-2 bát canh trước khi dùng cơm, tạo cảm giác no, ngăn chặn việc ăn quá nhiều cơm. Nếu cơm khô, khó nuốt, các mẹ có thể chan ít nước thịt hoặc nước canh để dễ nhai hơn, nhưng vẫn phải lưu ý khi ăn phải nhai kỹ. Riêng với trẻ, bố mẹ chỉ nên cho con uống canh sau cùng, tránh làm bé no quá, không muốn ăn. Ăn canh là tốt, nhưng ăn đúng cách thì mới phát huy hết tác dụng của nó nha mẹ. Tránh vì thiếu hiểu biết mà hại sức khỏe cả nhà mình, nhất là con trẻ nè.